vì chua quá nó khơi phồng khơi mà khai mình tham mình đọc nhà mỏi nếu ban sợ đọc bay mơn là nó chua cái thế mình buôn nó mà chán hay à buôn được khơi chua rồi nó ta cũng nứt cái chân gì cái chân dễ dễ ra nó khăn là khơi mà nó bòn nè Thank you.